Thưa quý vị và các bạn, tỉnh ủy Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo thành phố Đà Lạt và 4 huyện gồm Lạc Dương, Đạ Huai, Đạ Tẻ và Cát Tiên tạm dừng việc bầu bổ nhiệm luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo quản lý để thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Đây là các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Theo quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, Lâm Đồng sẽ phải sáp nhập 3 huyện Cát Tiên, Đạ Tẻ, Đạ Hoai và khuyến khích sáp nhập huyện Lạc Dương vào thành phố Đà Lạt. Lộ trình đề ra năm 2024, tỉnh Lâm Đồng sẽ hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính nói trên. Vì vậy, tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu các địa phương nói trên tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động các chức danh lãnh đạo, quản lý, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của cấp có thẩm quyền, thì được bầu bổ nhiệm chức danh đó. Các huyện, thành phố nói trên cũng tạm dừng việc tuyển dụng công chức, viên chức, trừ viên chức giáo dục, chỉ thực hiện tiếp nhận công chức, viên chức đối với những vị trí không thể bố trí được người kiêm nhiệm và phải được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy. Ngày 19 tháng 3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật, tuyên truyền thông tin tình hình biển đảo và trao quà hỗ trợ cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Tại hội nghị, cán bộ từ Vùng Cảnh sát Biển 2 tập trung phổ biến một số nội dung cơ bản trong Luật Biển Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, các quy định về đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố, các quy định về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đến hơn 100 ngư dân, chủ tàu cá trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 trao cờ Tổ quốc và 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đến bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên bà con khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó tình quân dân. Ngày 19 tháng 3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bắt đầu mở bán vé tàu du lịch giữa Huế và Đà Nẵng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai địa phương và mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách trên hành trình khám phá dải đất miền Trung. Đoàn tàu du lịch với tên gọi Kết nối di sản miền Trung bắt đầu khởi hành từ ngày 26 tháng 3 tới. Cụ thể sẽ có hai đôi tàu chạy tuyến Huế-Đà Nẵng, trong đó tàu HD1 và HD3 xuất phát từ ga Huế lúc 7 giờ 45 phút và 14 giờ 25 phút, và tàu HD2 và HD4 xuất phát từ Đà Nẵng lúc 7 giờ 50 phút và 15 giờ hàng ngày. Trên hành trình, các tàu sẽ dừng tại ga Lăng Cô 10 phút để du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp vịnh Lăng Cô. Mỗi tàu gồm 5 toa ghế mềm điều hòa và một toa sinh hoạt cộng đồng phục vụ các chương trình văn hóa và ẩm thực địa phương. Trong tháng khai trương, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam áp dụng giá vé ưu đãi 150.000 đồng một vé, giá vé tháng là 900.000 đồng một vé và giảm từ 10% đến 50% giá vé đối với đối tượng chính sách. Việc đưa vào khai thác tàu khu đoạn Huế-Đà Nẵng hứa hẹn sẽ trở thành một trải nghiệm thú vị của du khách trên hành trình khám phá miền Trung. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có văn bản tạm dừng thu phí dự án xây dựng đường nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai đến Sapa theo hình thức hợp đồng BOT. Tạm dừng thu phí cả hai chiều đối với dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài Lào Cai đến thị xã Sapa trong thời gian đóng đường từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024. Doanh nghiệp dự án phải có phương án phân luồng, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông và các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến. Trong thời gian nêu trên, nếu không bảo đảm điều kiện vận hành an toàn, thông suốt thì phải dừng thu phí cho đến khi tuyến tỉnh lộ 155 bảo đảm điều kiện vận hành bình thường. Sau khi thi công hoàn thành các hạng mục liên quan và bảo đảm điều kiện vận hành an toàn của tuyến đường, doanh nghiệp dự án có báo cáo cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục cho phép thu phí theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đền bù giải tỏa 106 dự án trên địa bàn thành phố năm 2024, phân kỳ đền bù trong năm 2024 và năm 2025. Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh phân cấp ủy quyền cho các địa phương thực hiện công tác giải tỏa đền bù. Theo đó, nhóm 1 năm 2024 gồm 65 dự án là nhóm các dự án công trình thuộc danh mục trọng điểm, động lực hoặc các dự án hoàn thành công tác đền bù giải tỏa năm 2024. Nhóm 2 năm 2024 gồm 39 dự án. Đây là nhóm các dự án công trình triển khai phân kỳ đền bù theo tiến độ thi công trong 2 năm 2024 và năm 2025. Hai dự án chưa hoàn thành năm 2018 được gia hạn đến 30 tháng 4 năm 2024.
Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị thường trực các quận, huyện ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan địa phương liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ, lập kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện về đền bù giải tỏa hàng tuần, hàng tháng cho từng dự án. Các sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm tập trung ưu tiên rút gọn trình tự thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Để bảo đảm tiến độ thi công cao tốc Bắc Nam, thời gian qua, tỉnh Bình Định, tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tích cực hoàn thiện các khu tái định cư để sớm phục vụ nhu cầu xây dựng nhà cửa, công trình của người dân. Trong đó, chú trọng giải quyết vướng mắc, đúng tiến độ và chất lượng công trình, tạo tâm lý yên tâm cho các hộ dân trong diện di rời, giúp người dân ổn định cuộc sống. Tại khu tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam, thị trấn Nông Trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, các hộ dân đã bắt đầu lên phương án xây dựng nhà cửa trong mùa hè, ngay sau khi mặt bằng mới được bàn giao. Các hạng mục công trình phục vụ tái định cư đã được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện. Đường xá rồi hệ thống điện đóm vẫn đó là cái khu, bố trí các khu là hợp lý và đẹp. Chắc chắn là về ở đây thì là một cái khu đô thị mới là hiện đại. Để sớm hoàn thiện các khu tái định cư, tỉnh Quảng Bình đã thường xuyên chỉ đạo, đốc thúc các địa phương, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi chất lượng công trình. Các hạng mục thiết yếu như điện, nước được ưu tiên thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng dự án. Về khu tái định cư này thì theo bản thân tôi là chất lượng về quá trình ở đất cũng như các cái hệ thống để phục vụ cho người dân tái định cư. Thì trên tinh thần là chỉ đạo rất là quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên là vấn đề chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu. Thì ban quản lý dự án được Ủy ban nhân huyện giao là đơn vị điều hành quản lý. Thì luôn chỉ đạo anh em bộ phận giám sát, bám sát hiện trường. Đó, kiểm soát từ vật liệu đầu vào cũng như các cái công đoạn chuyển bước thi công. Về cơ bản thì đến nay thì các hạng mục cơ bản hoàn thành và đảm bảo theo cái chất lượng mà hồ sơ thiết kế được duyệt. Để phục vụ giải phóng mặt bằng thi công dự án cao tốc Bắc Nam, tỉnh Quảng Bình đã quy hoạch 26 khu tái định cư. Đến nay, địa phương đã thi công hoàn thành 5 trên 26 khu tái định cư, 21 khu tái định cư còn lại đang gấp rút thi công. Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các khu tái định cư sẽ giúp cho việc xây dựng dự án cao tốc Bắc Nam được tiến triển thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 3, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh U Đôm Say do đồng chí Bun Không Lả Chim Phon, bí thư tỉnh trưởng tỉnh U Đôm Say, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Ninh Bình. Đồng chí Bun Không Lả Chim Phon cho rằng việc hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đạt hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó tỉnh Ninh Bình đã giúp đỡ tỉnh U Đôm Say phát triển kinh tế xã hội, nhất là lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhiều sinh viên trở về quê hương đã vận dụng tốt những kiến thức, từng bước trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng thời, đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của tỉnh Ninh Bình để tìm kiếm, mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tăng cường phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai địa phương, thúc đẩy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam, Lào. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Bun Không Lả Chim Phon đã trao tặng huân chương hữu nghị, huân chương tự do hạng 3, huân chương lao động hạng 2 cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh Ninh Bình và tỉnh U Đôm Say. Thưa quý vị, trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và hơn 400 năm giao lưu nhân dân, một phái đoàn thương mại lớn của Hà Lan tới Việt Nam từ ngày 18 đến 21 tháng 3. Vào ngày 19 tháng 3, Đại sứ quán Hà Lan đã tổ chức các chương trình hội thảo, trong đó có chủ đề phát triển cảng biển. Nhiều doanh nghiệp Hà Lan trong lĩnh vực này bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Theo các doanh nghiệp Hà Lan, Việt Nam đang đứng trước các cơ hội tăng trưởng kinh tế, các cảng biển nội địa đang phát triển, dịch vụ hậu cần tăng trưởng và nguồn nhân lực dồi dào. Đây là những thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam trong phát triển cảng biển. Việt Nam có một nguồn nhân lực trẻ tuyệt vời, được đào tạo tốt và có tiềm năng to lớn để có thể kết hợp cùng nhau học cách số hóa. Cảng biển phát triển tạo cơ hội tốt trong việc số hóa các cảng biển ở Việt Nam. Hà Lan là một trong những nước có nền kinh tế biển phát triển hàng đầu thế giới, đặc biệt là cảng Rotterdam, một trong 4 cảng lớn nhất thế giới, với hệ thống giao thông logistics kết nối nội địa hiện đại, công nghệ cao nhất ở châu Âu. Do vậy, cơ hội hợp tác trong phát triển cảng biển giữa Hà Lan và Việt Nam là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đã ký kết thỏa thuận về đối tác hợp tác chiến lược trong lĩnh vực biến đổi khí hậu và quản lý nước. Hà Lan là một quốc gia phát triển cảng biển
lâu đời và họ có những công nghệ rất là hiện đại. Cụ thể là về cảng biển thì họ đã định hướng đến một cảng thông minh, cảng hiện đại và cảng xanh. Hiện nay họ có những cảng tự động 100% và bản thân tôi cũng đã đến thăm và cũng được học hỏi và được học tập tại đó. Tôi nghĩ hiện tại thì có một cơ hội hợp tác tuyệt vời giữa Hà Lan và Việt Nam. Có khoảng 500.000 xe container, khoảng hơn 26 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển trực tiếp giữa hai nước, có thể phát triển ở hiện tại và trong những năm tới. Hà Lan chúng tôi phát triển cảng biển thông minh trong 20 năm qua. Vì vậy tôi nghĩ Việt Nam, Hà Lan có cơ hội lớn để làm việc cùng nhau. Là một trong những quốc gia đi đầu trong phát triển cảng biển, việc Việt Nam và Hà Lan hợp tác trong lĩnh vực này sẽ giúp Việt Nam phát triển cảng biển thông minh, giúp lưu thông hàng hóa Việt Nam sang các nước một cách nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, trong năm 2023, tỉnh Nghệ An mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên đã xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, rét hại, không khí lạnh, nắng nóng, mưa lớn đã tác động lớn đến dân sinh, kinh tế xã hội, ước tính thiệt hại gần 700 tỷ đồng. Năm 2023, thiên tai đã làm 3 người chết, 834 nhà bị sập, tốc mái hư hỏng, nhiều thiệt hại về sản xuất nông, lâm nghiệp và các công trình hạ tầng. Công tác phòng chống thiên tai đã được tỉnh Nghệ An thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, chuẩn bị tốt cả 3 khâu phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, nên hạn chế được nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trong năm 2024, dự báo thời tiết sẽ có những diễn biến phức tạp. Do đó, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương cần chủ động kịch bản, phương án phòng chống thiên tai, không để bị động bất ngờ, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra ở mọi cấp theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, từ lâu nhiều người đã sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã, đặc biệt là mật gấu, để chữa bệnh. Để thay đổi nhận thức này, Tổ chức Động vật Châu Á đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tổ chức lễ khởi động chương trình bảo vệ loài gấu năm 2024 và giới thiệu sản phẩm thảo dược thay thế cho mật gấu. Từ năm 2010, Tổ chức Động vật Châu Á cùng Trung ương Hội Đông y Việt Nam đã phát triển chương trình tìm kiếm thảo dược thay thế việc sử dụng mật gấu. Cùng với việc hình thành, phát triển các vườn thảo dược là các hoạt động giáo dục, kiểm tra, rà soát các cơ sở nuôi nhốt gấu và vận động các cơ sở này tự nguyện giao nộp gấu cho nhà nước. Kết quả, đến nay đã sản xuất được cao xoa thay thế việc sử dụng mật gấu trong chữa các bệnh về đau nhức, xương khớp. Phấn đấu đạt mục tiêu cứu hộ toàn bộ các cá thể gấu nuôi nhốt còn tồn tại, chấm dứt nạn nuôi gấu lấy mật vào năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Xuân Hồng năm 2024 là sự kiện hiến máu lớn nhất trong năm nhằm tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu cứu người. Tại tỉnh Hà Nam, lễ hội Xuân Hồng năm 2024 được Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tỉnh nguyện tỉnh tổ chức thực hiện từ ngày 8 tháng 12 năm 2023 đến ngày 17 tháng 3 năm 2024. Toàn tỉnh Hà Nam đã tổ chức 16 buổi hiến máu tỉnh nguyện với 6.497 người đăng ký. Tổng đơn vị máu tiếp nhận được trong toàn tỉnh là 6.077 đơn vị, tăng 2.475 đơn vị so với chỉ tiêu. Trong các ngày diễn ra lễ hội, hiến máu luôn nhận được sự quan tâm, động viên của lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, Hội Chữ Thập Đỏ. Kết quả tích cực của lễ hội Xuân Hồng có ý nghĩa quan trọng nhằm lan tỏa hơn nữa phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, cũng như góp phần hoàn thành chỉ tiêu về hiến máu tình nguyện năm 2024. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Trên báo Nhân dân có bài viết rốt ráo triển khai các giải pháp quản lý thị trường vàng. Sau mấy ngày hạ nhiệt, sáng ngày 19 tháng 3, vàng SJC trong nước quay đầu tăng giá trở lại, tiến sát mức 82 triệu đồng một lượng. Thực tế, do chủ trương chống vàng hóa nên từ năm 2014, Ngân hàng Nhà nước không nhập vàng về để sản xuất vàng miếng, khiến nguồn cung vàng giảm. Mặt khác, Ngân hàng Nhà nước lấy SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia. Theo ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Quốc gia, Tài chính Ngân sách của Quốc hội, trước tình trạng mất cân đối cung cầu, giá có lúc chênh với thế giới tới 20 triệu đồng, cần nghĩ tới chuyện thay đổi, sửa quy định và nhà nước không nhất thiết độc quyền về một thương hiệu vàng miếng. Lại đề xuất dùng hơn 10.600 tỷ đồng cứu BOT
thua lỗ là nhan đề bài viết đáng chú ý trên báo Tiền Phong số ra ngày hôm nay. Bộ Giao thông Vận tải vừa tiếp tục có tờ trình chính phủ đề xuất giải pháp xử lý khó khăn vướng mắc tại 8 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Ngoài mổ xẻ bệnh, bộ này cũng đưa phác đồ điều trị bơm tiền. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc chi ngân sách để mua lại dự án BOT sẽ tạo tiền lệ xấu để nhà đầu tư cứ thực hiện dự án không hiệu quả là đẩy trách nhiệm sang nhà nước. Chính phủ cần phải cân nhắc kỹ lưỡng đề xuất này. Thậm chí nếu cần thiết cũng cần phải chấp nhận thà đau một lần. Còn trong trường hợp quyết định mua lại được thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải cần giải trình và đảm bảo rằng các dự án sẽ được quản lý và vận hành hiệu quả để tránh lỗ thêm trong tương lai. Bài viết giá vé bay cao, du khách quay xe trên báo Đại Đoàn Kết số ra hôm nay phản ánh hiện nay chi phí vé máy bay nội địa đang cao nên khách thường so sánh với các điểm đến trong khu vực ASEAN và nhiều người đã chọn ra nước ngoài du lịch thay vì trong nước. Giữa lúc Việt Nam thu hút khách du lịch quốc tế thì khách Việt Nam lại du lịch nước ngoài nhiều hơn. Ngay cả khi mùa du lịch hè đang đến, du khách nội địa phải nâng lên đặt xuống cũng chỉ vì giá bay quá chát. Theo các chuyên gia du lịch, ngành du lịch và các hãng hàng không cần hợp tác chặt chẽ, lên kế hoạch điều tiết trong các dịp cao điểm. Cần xây dựng một cơ quan, đơn vị định hướng các doanh nghiệp lữ hành, hàng không phát triển đồng đều, giảm tác động của các biến động thị trường. Nếu không giải quyết được vấn đề này, du lịch Việt Nam sẽ mất đi một lượng khách đáng kể, bởi du khách sẽ chuyển hướng du lịch sang các nước trong khu vực. Tình trạng thuê bao đứng tên người này nhưng do người khác sử dụng dẫn đến SIM không chính chủ là một trong những nguyên nhân của vấn nạn tin nhắn rác, cuộc gọi rác trong nhiều năm qua. Theo bài viết SIM người tên mình trên báo Sài Gòn Giải Phóng, không ít bạn đọc cho biết rất bất ngờ khi mình là chủ thuê bao của những số điện thoại lạ, gặp không ít phiền phức và rắc rối. Hiện nay, các nhà mạng chỉ khuyến cáo là ngay khi phát hiện sai lệch thông tin chính chủ của thuê bao mình đang sử dụng hoặc phát hiện những thuê bao lạ, SIM lạ đang dùng giấy tờ của mình đăng ký, người dùng hãy liên hệ tổng đài nhà mạng hoặc đến cửa hàng, điểm giao dịch nhà mạng để yêu cầu thay đổi, xử lý những bước tiếp theo. Với khuyến cáo trên, nhà mạng đã trách nhiệm xử lý ra cửa hàng. Bài viết không thu 2% phí bảo trì khi mua nhà được không trên báo Tuổi Trẻ chỉ ra rằng trong các mâu thuẫn tranh chấp giữa cư dân và ban quản trị chung cư thì tranh chấp về quản lý sử dụng quỹ bảo trì chung cư là gay gắt và nhiều nhất hiện nay. Theo quy định, các thành viên ban quản trị chung cư sẽ là những người quản lý và được sử dụng quỹ bảo trì này. Trên lý thuyết, các khoản chi từ quỹ bảo trì phải phù hợp với nghị quyết của hội nghị nhà chung cư, nhưng thực tế thì việc chi quỹ bảo trì phụ thuộc vào ý chí của các thành viên ban quản trị. Chỉ vài người trong ban quản trị chung cư quản lý và chi tiêu số tiền lớn là tài sản của cả ngàn hộ dân trong chung cư. Đây chính là nguyên nhân phát sinh những bất đồng. Trong các quy định, thành viên ban quản trị có quyền ký giải ngân chi quỹ bảo trì cả 100 tỷ, nhưng trách nhiệm chỉ chung chung là phải làm đúng quy chế quản lý sử dụng, quy chế thu chi tài chính của chung cư. Theo bài viết, thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển sớm trên báo Lao Động. Bên cạnh mặt thuận lợi của việc tuyển sinh sớm, nhiều chuyên gia giáo dục cũng khuyên thí sinh cần thận trọng với các phương thức xét tuyển này. Các em cần lưu ý nắm vững thông tin tuyển sinh của trường. Ngoài ra, các em tìm hiểu về các thông tin điều kiện, môi trường học tập và các hoạt động hỗ trợ sinh viên. Cuối cùng là các em cần nắm vững quy trình tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và luôn nhớ cần đăng ký xét tuyển các nguyện vọng đã xét tuyển sớm và các nguyện vọng chưa xét tuyển vào học viện trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những thông tin của tiểu mục Điểm báo vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào ngày mới của Truyền hình Nhân dân.